Cả nhà nha, bây giờ còn anh Tuấn Nguyễn với anh Vinh Đình, chế Dũng với anh Dậu sẽ đi qua bên nhà anh Vinh anh Đám nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu còn sẽ đi chung mọi người nha cả nhà ơi. Hỏi giờ còn sẽ dẫn đường nha. Tại anh Tuấn Nguyễn đồ không có nhớ đường nha. Giờ còn nhớ đường còn sẽ chạy trước đi nha cả nhà ơi. Bây giờ tụi em tới bến Bình Đông rồi nha, gần tới nhà anh Vinh nha cả nhà ơi. Đó, anh Vinh Đình nói ngồi xe của anh Tuấn Nguyễn em hơn nha. Đúng là ngủ chung một đêm nó khác nha cả nhà. Cái gì? Ngồi xe em giống đất sinh, đóng sức trọng hả? Trời, buồn ghê luôn. Đó, anh Vinh Đình nói xe em như là đóng sức trọng luôn cả nhà ơi. Cả nhà cho em ý kiến nha. Đó, nó chưa vui vẻ nha cả nhà ơi. Đó anh em là kiểu là anh cũng khỉ em vậy cũng khỉ anh em chơi khỉ qua khỉ lại vui nha cả nhà. Giờ cũng gần tới nhà anh rồi còn sẽ cập nhật tình hình anh cho mọi người xem nha, nắm chỗ thế nào nha cả nhà. Bây giờ gần tới hẻm đầu hẻm nhà anh Vinh rồi cả nhà. Đó giờ còn nhanh cứ nguyện tới nha cả nhà ơi. Ở trước đầu hẻm anh Vinh là có một cái biệt thự rất là lớn. Hỏi giờ em chạy vô đây nha. Cái gì? Nhà nào? Em cũng mua bia rồi nha cả nhà. Đó bia này của anh Tân Nguyễn tặng cho anh Tuấn Nguyễn một thùng nha cả nhà. Hỏi giờ chúng em sẽ qua nhà trực tiếp anh Vinh nha. À, anh Vinh ảnh thường ảnh đãi bên nhà anh đây, bữa nay anh đãi bên nhà bên nào không biết nữa, giờ sẽ đi theo một người nha, có người chỉ đường qua nha cả nhà. Tới nhà anh Vinh rồi nha cả nhà. Không ngồi đây để em quay. Nhà bên vợ anh Vinh. Rồi toàn ngồi đó để nắng không? Mà không chút sao nữa hết anh. Rồi toàn ơi. Còn anh Vinh chặt không? Rồi được rồi, có Dũng được rồi anh. Hỏi giờ anh Tuấn Nguyễn qua đây ăn đám bên nhà anh Vinh nha cả nhà. Rồi giờ quay vậy, kéo xuống luôn rồi xong rồi. Tại cái cháu là con bà ở nhà mà còn nữa. Mấy 20 đứa là mà tại bữa nay ngày này là gì chị Phượng? Có đâu là phát biểu ý kiến không chị? Em hai mọi người dùng cơm không? Thấy hai kia, chúc bọn người bạn hai nữa. Ê, chứ Dũng đi vô nữa kìa. Gương mặt ba ơi. Ôi, giờ chết đi đâu cũng sợ, phải lo lắng ơi, cái này bàn đông người có người lạ nha, không có. Ôi, ê, đây không có đứa có bông nha. Ừ. Gọi đâu, bên kia ngồi. Okay. Tấn ngồi vậy được không? Ok không? Để Tấn ăn cái gì gấp cho anh miếng bún chứ ha. Miếng bún này. Có gì Dũng nói nha. Chứ Dũng ơi với Tấn, tại vì sao? Nó không có nấu, ông không kịp nấu phải không? Tại vì vừa hôm qua đi về mệt sáng 8 mấy mới dậy đó. Người vị trí nó cho người lạ. Rồi nhận là bình luận nha. Coi chừng cái Dũng thả bom nha. Rồi. Chứ Dũng này ẩu lắm nha mọi người. Ờ kìa này thả bơm là vô góc rồi nha mọi người. Là ăn dính dách luôn rồi nha. Vô góc rồi nha mọi người. Cũng coi cái ly còn dùng. Không phải là bị sự cố người ơi. Cái ly đây với cái nước ngọt cái nước xuống. Cần á bị sự cố đó. Của Minh Tâm á, của anh Tâm mày á. Ờ cái chén này của anh Tâm nè. Chén này nè. Chén mới đó, bên Dậu á, Dậu. Chén đâu gì vậy? Chén mới á. Cái chén kia anh Lục. Chén mới. Chén mới nè, chén mới không? Nè, chén mới cầm lên tới nè. Rồi còn có hai người à, đủ rồi. Chén băng mình thôi. Không, chén này bỏ xương á Tấn, ăn đi. Mới hâm nóng lắm. Ủa biết con. Ăn đi chứ. Rồi giờ chung vui vẻ nha cả nhà. Đó mà cả nhóm kéo qua đây ăn uống gì vui vẻ, nãy rủ gì sưng không đi nha cả nhà. Nên là ở đây đi. Để mở cái lò cho nó. Em chào 320 người đang coi like. Đó mọi người mạnh tay ơi, cho một like một chia sẻ đi mọi người ơi. Tao bán mình chán quá. Cho mấy cái ly con. Chờ Phương nghỉ tạm thời ngưng bán anh. Mấy cái ly với Giang. Đúng rồi, chơi với mấy anh canh đan dù gì thôi để lát nhậu nhậu, nhậu vô nói nha anh ơi. Mời nha. Hả? Cho em hỏi gì cứng gì kìa. Dạ, với tôi chạy vòng. Ở đây thì đỏ luôn. Ở đây đỏ cái luôn. Đỏ đỏ luôn à. Mọi người nghe dự tiệc đây là có một cái ly đây ghen này luôn đi. Ông anh vợ lớn nhất ở đây nha mọi người. Đây là ông anh vợ lớn nhất. Bạn của ông anh vợ. Đây là em Út, rồi còn nhiêu là Dậu, còn anh Tuấn, người em cũng hết. Còn nhiêu hai đứa em này, hai đứa bạn gái, hai đứa bóng này nha, ghê lắm. Mà đứa bóng áo bông này ghê nguy hiểm nhất. Đang lên YouTube nha. Trời ơi, nó quậy dữ lắm anh hai ơi, anh không biết đâu. Mẹ ăn được, anh ăn được cái gì vậy?
không có mắm mặn hả? Có. Em ăn cái gì cho nó mắm mặn? Em chấm gà nè. Nè, muối ớt ngon quá nữa gì vậy? Rồi chấm mắm mặn cho Tấn đi. Chấm ớt nhiều chi? Ăn gì ăn đi Dũng. Nhớ đừng lấy khoai lang ra nha chị Phượng. Hả? Đừng lấy khoai lang qua ra rồi vậy. Khoai lang nhà bỏ mấy con rồi đây. Không mà uống bụi cần á, uống cần bị thì cố. Bây giờ không biết để đâu luôn, đổ vô đây, đổ này đây nè, đổ vô luôn. Rồi rau đó. Mọi người mới qua, đó. Đó. Ăn từ lớn đi. Nhiều lắm. Anh Tấn, anh Đành. Anh Vinh gấp cho anh Tấn ăn. Anh biết gì sáng vậy, anh chưa ăn gì gấp. Kỳ ảnh anh đi đâu đó, anh lấy con gà về đi đâu đó, bữa nay em nặng. Được, lấy cái giá được. Nãy kia người Tâm nó lấy cho anh mới dâu mà nó nói quên, nó đang chạy xe tải về. Đi gà, đi đi. Bỏ vô rồi. Bỏ vô đầy Tân ơi, không được đâu. Uống cái ngon mới tính. Toàn ăn gì ăn đi Toàn. Dạ. Ăn đại đi em, ăn vừa ăn vừa quay. Dạo ăn đi em. Dạ 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 dạ. Có gì ăn đó đi em. Anh Vinh mời một cầm qua ăn Vinh. ai kêu vậy, ai kêu? Ông Tây Hát 397 muốn làm cho chai nè. Không dám đâu anh Tây Hát ơi. Cho qua ăn cái cuộc chỏ của anh y của em nè anh Tây Hát. Ăn nè. Trời ơi, không phải là cũng thương mến bởi lắm. Từ ngày cái vụ mà qua bên đây á là nói thật có là một có bà chị nào cho 500 mấy người cho nhiều á. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là về thiếu 400.000 mua đau bông là 2 triệu mấy, có hai chồng đó mà bả làm cái qua ngày mai bả bán là thấy ghét bả tới giờ luôn rồi, đừng nhắc tới mông cầm nữa. Thiệt mà, nếu mà có mông cầm vô nhóm Tuấn Quyển cho vô nhóm thì thôi đừng kêu anh Vinh đi đâu chơi hoặc là chơi với Tuấn Quyển nói đâu đó. Lại anh em sợ quá trời rồi, cô em lại anh. Nếu mà nhóm nào nói chung là anh chơi này, hết mà không nói xấu nhóm nào hết, nó thật sự mà anh nó tánh anh vậy á. Uống trà này nha. Yên tâm. Trà này. Nè anh Lục, đâu bạn được. Đây còn có người vô tình luôn. Lớn à anh Lục, ở đây anh lớn tuổi nhất là bạn của anh Hai luôn. Gì đó mà em không đưa số điện thoại gì đó. Trời ơi. Mà anh điện cái ly khoảng chừng 4 năm cột khỏi cái ly nó không bốc máy, điện không có được, chứ luôn được. Bây giờ thì giờ quá trễ rồi, 11 giờ rồi anh đánh điện mà. Thôi vậy. Hai phần gì đó, hai phần với mấy phần cà chả giò qua mình chiên mình nhậu. Em đang bị cái đằng đó. Tại mày không không, đâu có lại anh Vinh đâu. Nói cho em anh Tấn. Anh Vinh chờ một xíu đi, em gỡ cái kia qua. Lúc đó đang đập đá mà là 1-2 hay gì vậy Toàn. Nó bởi vậy nó nói gỡ Zalo cho anh, với cuộc nó không gỡ gì đó, em hỏi nó coi. Để em cho mộng cầm qua vô nha. Đi. Anh Văn đi nha, nhỡ mà vừa quá nói. 1, 2, 3 vô đi anh. 1, 2, 3, vô. Không cảm nha mấy anh, cả em cùng chạy xe nữa anh. Em về bên nhà vợ em hơi xa. Không, hồi đó giờ Toàn nó có đi chơi, nó uống. Không biết nhậu đâu mẹ, biết nhậu đi, bị đặt xào xạo. Bậy bữa giờ chơi tớ, té trong trong bếp, té lum la luôn. Nhậu mới té chứ ai nhậu ai té. Rồi bữa nó uống nhiều à. Ủa, nó uống cái cỡ 8 lon hổ lên. Tại có chim chép mới uống vậy, lần tối mới quần vô. Nghĩ đi, xỉn gì làm ăn được gì nữa đúng không? Đúng không anh Vinh, anh cũng hiểu được không? Em bỏ đá không cho Tâm, nó bỏ vô luôn. Bỏ đá cho mấy người cục vô người Tâm. Làm dở dàng rồi, một người gối cho luôn đi. Giờ như vậy tội nghiệp mọi người. Anh Tân Nguyễn với cô Bi Xin nha. Đó, tặng một thùng. Cô Bi Xin tặng thùng. Cảm ơn chị cô Bi Xin nha. Với anh Tân Nguyễn nha. Cảm ơn. Rồi đó, cô Bi Xin tự nguyện tặng cho anh Vinh một thùng nha, hôm nay nhân dịp tắm giỗ nha cả nhà. Tỏ vui vẻ quan hỷ nha cả nhà ơi, lên like đi mọi người ơi. Hôm trước Hưng Trần thấy tội nghiệp nói chuyện với Mạnh Thường Quân vẫn cho mộng cầm làm răng nhưng hôm qua. Dạ, nở lớn thì lực nó sôi lên. Chứ Dũng này, chứ Dũng có gì đôi lời phát biểu không chứ Dũng? Rồi rồi, Tấn vô đi từ từ. Dạ. Cụ giàu lời ra đúng không? Lời ra. Lên tặng mấy đứa là. Chơi như Tấn với là ok nè. Tấn với lại Toàn này tại mấy đứa nhỏ nó về đó. Rồi. Đưa cái giá cho. Không đủ hay không? Bây giờ lấy mì đi, lấy mì. Giỡn rồi. Thôi nấu đi. Thôi giỡn thôi giỡn. Được. Đấy. Bảo lắm sao giờ. Tại mấy đứa nhỏ giờ cơm trưa, giấy cơm nha. Nấu đi. Anh gà có ăn cơm không? Nhà có mì. Được. No rồi. Em nhìn là no rồi. Bắt bữa giờ ủi cho với cháu đó. Phải không? Tạo gì co đó đi luôn á. Đi rồi. Anh đi rồi hả? Đi rồi. Đó sao? Cái biển thôi. Dạ nhậu bên nhà anh Vinh nha, nhà anh Võ ơi. Đó đây nhà anh Vinh bữa nay ăn đám nha, vui vẻ nha mọi người, cho em một like cho anh Bo Bo nha. Đó cho anh Vũ, anh Tân, mộng cầm nổi tiếng quá, Tuấn Nguyễn. Em muốn cho mộng cầm một cơ hội nào không? Thôi no nha mọi người.
Đó cái đó anh Tuấn Nguyễn nè, có muốn cho gì cầm một cơ hội nào không? Dạ. Cơ hội cho bao nhiêu lần rồi? Không, bây giờ bắt đầu gì cầm qua đây tụ tập lại nha cả nhà. Bắt đầu sẽ tập trung bên bên quán gì Châu nhiều nha. Nói chung là bọn cầm sáng nay qua canh, chung là chỉ canh anh Tuấn Nguyễn thôi nha mọi người, không canh tụi em nha. Đó, canh anh Tuấn Nguyễn qua. Ừ, thế anh qua đây là gặp gì cầm luôn anh? Anh qua lúc 10 rưỡi. Là gặp luôn không? Đó, 7 giờ đi. Đó này. Ừ. Rồi giờ được anh ngủ nè. Em vô chạy. Nghĩa là con cầm mà chứ chờ Tấn Nguyễn qua nói chuyện với Tấn Nguyễn thôi nha mọi người. Con gà ngon lắm á dậu. Mọi người đưa giữa đóng clip thì được nha mọi người. Ở trên đây chắc cũng vòng vòng mọi người cũng ai dám quay con cầm đâu nha. Rồi chứ Dũng ơi bây giờ có người đó là chứ giờ chứ Dũng cuối con cầm nữa kìa. Nên đi gạo rồi. Cái gà nó không phải nó hôi mọi người ơi. Ai nói vậy? Dễ tiền không? Chị mắng cái mệt á, lừa nghe cái mệt. Bạn bạn của nó là bị khóa là khóa luôn nha anh chị Linh Phúc ơi. Là nó ẩn luôn nha. Nhớ ma mạnh quân, Tuấn Nguyễn mạnh nhất kéo nhớ ma lên đỉnh. Đúng rồi, cảm ơn chị Nga nha. Em gà kêu còn mũi bự cái mặt em bị dính cơm kìa. Dạ. Không giờ bọn cầm không tốt. Kiểu xạo quá không bọn cầm á, cái tánh bọn cầm nó hơi xạo quá. Em tức là tức cái vụ mà bữa mua vàng xong tối bán rồi đi qua bên khác. Cái đó là nó thật sự á, bữa đó là Suka có nói một câu nè, Suka bỏ thêm 400 nó thiếu đưa về Suka sẽ bù vô thêm. Mà thật sự Suka bù thêm 400 vì Sưng nói là 2 triệu 6 mấy gì đó là đưa 2 triệu 2 mấy vì Sưng bỏ tiền ra và về Suka hỏi thiếu nhiêu nó 400 Suka đưa. Suka nói giỡn, ê mốt có cầm thì đem ra đây tôi cầm nha chứ đừng có đem đi đâu nha, vô cột qua ngày bay mai bán mọi người ơi, nó thật sự thấy mộng cầm vậy mới bữa trước bữa sau rồi thấy không được mọi người. Tại bữa đó là cũng có chị Phượng đi theo gì đó. Thấy con cầm xảo quá thôi không thích chơi mọi người. Làm mang tiếng trong anh em quá. Nó thật sự thấy bả cũng tội nghiệp rồi, nó thật sự mà bả xảo quá. Với nhiều cái khó nói quá. Thôi mọi người coi clip mọi người hiểu đi chứ mình không dám nói bậy. Tại đây mà tính nói nè. Mọi người có phỏng vấn ai anh Vinh hay là mọi người có phỏng vấn Sưng nha. Chứ đừng phỏng vấn Tấn Nguyễn nha, nhưng mà Tấn Nguyễn dễ xiêu lòng lắm. Thấy tội là chịu không nổi hả mọi người, nên là đừng có hỏi Tấn Nguyễn. Nhưng mà trong thời gian này là chị cầm cứ đua anh Tuấn Nguyễn hoài luôn. Thì cái chuyện đó chuyện của Tuấn Nguyễn, ăn thua Tuấn Nguyễn nói thì sao nói. Nhưng mà làm như thấy Tuấn ngày hôm nay nó có tâm sự gì, nó nhậu nó thấy nó không có vui nè. Không có. Không đang đi làm. Buồn đi làm. Vậy đó. Nói chung quá. Rồi mấy ngày nay đi chơi rồi. Bỏ công việc công ty về phòng lâm hết trơn rồi. Em đang làm nhà em bỏ nữa. Tuấn Nguyễn nha mọi người. Nhưng mà mất tiếng nhậu cái sao rồi. Cái mất tiếng nhớ mất. Bây giờ này nói cho mọi người nghe câu này nè, thật sự. Đỡ mà giờ Tấn Nguyễn cho vô đi, dì Sưng rồi cho vô đi. Xong chơi đi, mốt lần gạt đây xong cái nhảy qua bên Hưng bên Hưng Trần chơi nữa. Rồi cũng Hưng Trần cũng thấy tội nghiệp cũng đưa qua đưa lợi vậy hoài cho được mọi người. Dứt phát cái nào dứt phát một cái luôn không chơi, có đúng không? Rõ vàng luôn, giờ rõ vàng luôn. Nếu mà Tấn Nguyễn cho vô hoặc dì Sưng cho vô. Rồi Vinh nói là không có giao bãi chơi nữa mà giao bãi uống cà phê ra không có vô trong nhóm chơi thôi. Ví dụ giao uống cà phê bên quán gì Châu hay gì bình thường mà không vô nhóm thôi. Nói thật sự luôn. Dì khóc má. Khóc luôn hả? Đừng có khóc rồi đừng nghiệm luôn. Em thôi về đi còn gì cho người còn gì cho ta. À, thì Vinh có qua nói vậy, có ai comment vô nói đúng sai thì mọi người suy nghĩ. Đây chị Quang Nguyễn nói là anh Vinh nói chính xác. Chị Phụng Dương cũng nói là anh Vinh nói chính xác. Hãy tôn trọng quyết định. Nghe lời Vinh nó bị khùng nha. Của anh Vinh cũng là nha, con Hiến Phạm, con Phạm cũng nói là hãy tôn trọng quyết định của anh Vinh. Em cũng là người mới nè, cảm thấy cũng không cho vô nên cho vô nữa. Cho vô muốn mày mang tiếng nè. Thứ nhất là ở trong đây là nhóm trong này nhóm A hiện giờ nè là người đàng hoàng, người có tiền. Chứ mà không ai có tiền đâu. Giờ chờ nó vô phải vô mới lừa, mất công mới lừa gạt này lừa. Bên đây thì nó thật sự mọi người thích thì cho chứ Dũng hoặc là thích anh em giữa Vinh đây với Tấn Nguyễn thích cho thùng bia hay thùng bia nhậu vui vẻ thôi. Còn với Dũng lai lên bán trứng hoặc là thích trứng. Cho bông với Dũng hoặc là rồi bữa họ còn gì chức thì thích thì cho chứ ở đây giữa so nghĩ sao mà giữa lỡ mà Vinh với Tấn Nguyễn nói lên bông cho Vinh Tấn Nguyễn không bao giờ nha mọi người. Nhiều khi mọi người cho một thùng bia một dĩa mồi dắt cảm ơn mọi người nhiều nha, anh chị em trên cộng đồng mạng thôi chứ không giờ xin tiền nha. Không phải như người này người kia đâu, người ta cho bông á xưa nói này kia cho bông mà cầm 100.000 còn cầm nha mọi người. 500 cái này cầm bông lên nha mọi người. Tôi không nói tên nha mọi người, tôi tự hiểu nha mọi người. Mình không kêu tên người ta ra. Tại mấy người đó nói một tháng làm
cái gì à, ngày kiếm 5 triệu rồi cần gì vậy, ra quải rồi bán khô hả, bán cái này kia cho mọi người đúng không mọi người. Trời ơi tháng kiếm trăm mấy chục triệu ở nhà khỏe thế mẹ, cần chi vào đây đọc lo lên đọc tới này tới kia, đơn giản vậy thôi. Mấy người đó xạo lắm mọi người ơi, không phải nói Vinh nói thiệt mà, mọi người coi clip từ đầu tới đuôi đi, mọi người biết từ hồi xưa giờ tôi với Tướng Nguyễn chơi làm sao, khổ hoặc không khổ anh em cũng bỏ tiền ra nhậu hùng nhậu nha mọi người, chứ không phải là tự nhiên xin tiền người ta nha. Nhiều khi giờ đi có lẽ là nhậu lên tôi mua thùng bia hả, Tướng Nguyễn mua giấy mồi hả, Tướng Nguyễn mua thùng bia tôi mua giấy mồi, đưa tiền cho Diệp Sơn hoặc đưa tiền dậu hả này kia đi mua là anh em nhậu viên thôi chứ không nhậu ké ai nha mọi người, nói thật sự mà hồi xưa giờ còn đi chơi á nhiều khi Tướng Nguyễn nó bỏ tiền ra, thật sự nhiều khi á đi ăn sáng hả này kia anh Tấn Bi Đình anh trả và anh phụ tiền này tiền kia, giờ ở đây cũng bao phụ cái này kia chứ không phải để Tướng Nguyễn lo, mà thật sự Tướng Nguyễn nó lo nhiều hơn nha mọi người, nói thật sự luôn. Tướng Nguyễn thì lo nhiều hơn, còn ví dụ mà anh Bi Đình đến phụ 2 triệu hoặc là em thì phụ mấy trăm ngàn tiền ăn hoặc phụ này phụ kia đó, nói thật sự luôn. Ừ, con mệt anh ơi. Rồi ok, vô đi, vô có nói cho mọi người nghe vậy thôi. Mình sống chơi tình nghĩa báo giờ. Rồi vô vô, chờ xíu vô. Anh không cần phải nói cái chuyện đó rồi, làm vô. Gì. Vô. 1, 2, 3, vô. Nó lên nó sôi nó nói mình đụng cái này nhỏ mệt. Ủa mình nói chuyện mình thôi chứ mình đâu nói ai đâu. Anh em mình chơi anh em mình biết được rồi, đâu cần ai biết. Đi chơi về có bình an không ganh gần, chế dụng có nói chuyện tốt với em không, kha kha kha. Không biết đi về không mà cái chân anh em mình càng ngày càng yếu á. Trời ơi, chế dụng anh làm quá hay cứng Nguyễn à. Anh làm quá, anh Vũ Nguyễn ơi, cái này chắc là không ổn của anh ơi, không phải bất ổn của anh ơi. Đó, bữa anh nói anh gửi gắm sao giờ, anh cạnh vậy luôn anh Vũ Nguyễn. Đi hết nổi luôn rồi hả? Đi hết nổi luôn. Cho không cần giờ nhóm mình, bye bye nhóm, nhỏ nó không đến đấy nha. Cho không cần nhầm nhớ nó Ngọc sẽ bye bye nhóm luôn nha. Không có vụ đó đâu cơ. Không có cho vào đâu. Nói chung á tụi em sẽ cố gắng cập nhật tình hình là lúc Trung Đông Tây Âu các kiểu con đà điểu nha cả nhà. Giống như những lúc anh Tuấn Nguyễn ngồi quán là cầm hay sao sao để cho mọi người biết nha. Cứ vô đi, cứ vô thì cũng trong nhà. Nói như anh đi là nói đúng luôn mà. Còn bây giờ tự nhiên đi mấy anh ơi. Rồi, tức giận trên đường giận. Đây là gia đình mà. Gì? Gì đó đập lại anh. Cô BCN thời gian chán rồi, nhớ đại gia Vũng Tàu nha. Trời ơi, hay quá anh Bùi Lâm Bùi, mãi đỉnh nha. Nên dứt khoát đừng lên vòng như mấy anh chị ơi. Mộng cầm lắm được mặt lắm, nó sẽ lộ không thay đổi sắc mặt mà. Dạ ok nha anh Giang Phạm. Có lột mồm em đi ngay thì cũng được, nhưng còn có bận cầm chửi Tuấn Nguyễn là con chó. Gì? Trời hay quá anh Giang Võ ơi. Gì dạ? Anh Giang Võ nói riêng ngay, cho vô cũng được, nhưng mà khi có bận cầm là không có cho vô nha, thì bận cầm chửi nhiều. Em ăn chị lâu. Alo Tuấn Nguyễn, chả vỗ. Tôi đã có đi nha. Dạ tôi đã có đi nha. Anh Vinh nói đúng, đuổi anh toàn ra nhóm luôn đi anh dậu. Ủa ai đó cái gì ta làm ấy. Web lu quá trời. Nhà nhà đẩy anh comment bên kia đúng quá anh ơi. Rồi chào Lương Hữu Nha, Lương Hữu Nha anh Lương Hữu Nha. Ai comment đúng quá rồi. Vậy là Lương Hữu Nha qua bên nhóm B comment. Đây Lương Hữu Nha để cái hầm dâu dài dài màu bạc đúng không ta? Khương Thượng á, Khương Thượng. Khương Thượng hả? Ờ. Ủa anh có câu mà lưỡi câu không lưỡi không? Có câu cá không lưỡi không anh Lương Hữu Nha? Anh câu có chục năm nay chưa hết dính con cá nào. Chưa hả? Bữa nào dính con cá Tướng Quyển á. Có con cá màu hồng đây nè mọi người, cái màu nào. Cá này khỏi câu á, cần bay lên. Cá này khỏi câu thì dính luôn nha, Lương Hữu Nha. Anh Vinh nói đúng, anh Vinh nói đúng rồi, phải thôi, kiến quanh chết. Có đâu. Chào anh con này, chúc sức khỏe con đi. Tướng Nguyễn luôn. Không cầm cánh xấu lắm, hay lực mặt lắm, đừng cho vô. Chào chị Vinh xin xét nha. Bà cháu mình quân hàng đó. Vậy hay lắm anh Vinh ơi, đừng nghĩ mà cháu quân định, đúng rồi. Cháu quân hả? Ê, chứng động nè. Cái dụng tiết lộ cưng phận quá đúng rồi. Cháu quân nguyên đó. Trời ơi. Bà cháu chúng nó chửi con nó mẹ. Đừng có nói. Tiết lộ là anh mệt, anh đi đâu là có người giám sát liền á. Thiệt mà, thiệt mà. Nè, anh nói câu động trời nữa, hôm qua trên đường về á, đi rác với anh nó nói sao. Rồi anh Vinh không biết sao, tự nhiên em bị tét trên đường, còn hỏi tét ở đâu. Nó tét ở trên, nó ngủ với anh Bi Đình. Trời ơi, không biết tét ở trên là tét gì, tét lần chị hả má. Mày nói đây, mày nói trong mạng đi. Em nói anh hồi nào. Hôm qua vô toilet mày nói với tao, nói ủa anh Vinh sao ở trên em bị súng sốt, bị tét trên đường. Ôi giời trên đâu? Trên cái súng mày á. Còn cuối cùng là ai làm ai coi. Không biết nữa, anh cũng biết nữa. Má này là top, ba má này là boss.
Bà cái năm bà này tôi ủa boss làm cái top gách luôn hả? Hẹn chị tôi nghe ghê thấy ghê luôn á. Rồi. Cái đầu cọc rồi đó. Nghe luôn liệu. Không biết bà hay bà tọn ghê tại vì trong đó có hai cặp lần anh. Không tọn. Không tọn ghê. Má ơi, hẹn chị máy ghê. Trời ơi. Nó dứt giường hai lần. Nó bệnh gươm này muốn chảy nước luôn vậy. Hai ngàn tài xế nói trời ơi tối thấy nghe té hai lần đùng đùng tôi nói toàn té một lần vợ nó té một lần. Gươm muốn chảy nước luôn nha má.